Hoàng đâu rồi, mấy ngày nay tôi không thấy nó vậy? Thì nó qua nhà bạn bè nó chơi chứ đâu. Qua nhà bạn bè gì mà 3-4 ngày ở trong nhà người ta không nói gì sao? Con mình nó cũng lớn rồi mà ông. Bà im đi, bà nói cái là bà binh, bà là mẹ đó, bà phải canh chừng sát sao nó. Tôi đi làm cực khổ rồi, nó nhà mà hư là tại bà đó. Ông, tiền chợ tháng này, tiền chợ tháng này tôi đã đưa đủ cho bà, đừng có hỏi gì thêm nữa. Muốn đưa cho nó hả? Ông chủ ơi, con cái gì? Dạ con muốn xin. Tao nhớ không lầm á, là lương của mày tao đưa trước cho mày 3 ngày đó. À dạ đúng rồi, má con ở dưới quê bị bệnh nặng dữ lắm, mà con hết tiền rồi, con định là xin ông ứng cho con. Đưa số điện thoại của má mày cho tao, tao sẽ gọi hỏi thăm. Nếu đúng như vậy, tao ứng cho mày trước 3 tháng lương. Không có gì, bà với cô Phương á đang phối hợp và diễn kịch trước mặt tôi đúng không? Bà cần tiền làm gì lại đưa cho nó phải không? Hay là bà lấy bà sai? Đừng có mơ. Con Hoàng nhà ông bé. Dạ không, cậu Hoàng qua nhà bạn ở mấy bữa nay rồi. Đi qua nhà bạn? Bé biết nhà bạn Hoàng đâu? Dạ không. Bé về nói lại với Hoàng, trả tiền cho anh 500 triệu. Còn bằng không thì cô không lên phòng nghỉ ngơi đi, cô xuống đây làm cái gì vậy? Trời ơi, thằng Quang không biết nó nợ bao nhiêu người nữa. Hôm qua cô nghe là 200 triệu, bây giờ 500 triệu nữa. Trời ơi, cô làm sao bây giờ hả con? Không ấy, bây giờ cô nói với ông chủ đi nha. Ê không, trời ơi không có được nghe. Con biết tánh ổng rồi đó, ổng mà biết ổng giết cô rồi ổng giết thằng Hoàng luôn đó. Không được. Với lại con cũng biết 6 tháng nay công việc của ổng không có được suôn sẻ, thành ra không nè. Thôi cô cứ bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó hết á. Bây giờ cô nghe lời con nè, cô đi lên phòng nghỉ ngơi đi, rồi con còn đi dọn dẹp nhà cửa nữa nha cô. Đi, cô đi với con.
người đâu rồi mà để cửa tan hoang vậy? Phương! 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 Chuyện gì vậy? Bà mày đâu rồi? Bà mày... Bà ơi! Bà ơi! Cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Ăn trộm! Nó vô nó lấy cái hộp nữ trang của tôi rồi! Cái cặp tác của tôi đâu? Cái cặp tác của tôi! Giấu tao thì cái chuyện thằng Hoàng mắc nợ, trầm mưu làm này nó. Thằng Hoàng đâu? Kêu nó về cho tao. Ông, tôi xin ông, ông nhỏ tiếng giùm cái, công an đang ở dưới. Tôi còn toàn mạng sống gì, ông muốn vui sao? Vui lắm hả? Bà vui không? Với tôi thì tôi không vui nổi rồi đó. Cái cặp bị mất đó thì thật ra chỉ có một số giấy tờ với hợp đồng của tôi thôi. Không có tiền mặt? Không, cũng không có thẻ hay là tài khoản ngân hàng gì hết. Cô có thấy mặt của tên cướp không? Tôi không có nhìn rõ mặt hắn, vì hắn bịt mặt. Hắn lấy cái hộp nữ trang, vòng vàng và quà cưới của chồng tôi năm xưa. Tôi chỉ nhớ là tôi bị đánh ở phía sau lưng á, mạnh lắm. Rồi tôi ngất xỉu. Tôi không biết gì hết á. Cho mà tới khi ông chủ về, ông chủ kêu tôi dậy. Hôm nay có người đến đòi nợ Hoàng. Dạ đúng rồi. Phải. Nó đang thiếu nợ nần, vì nó thua bài. Giờ nó đang trốn ở nhà bạn của nó. Vậy cô có thấy mặt của tên đòi nợ anh Hoàng sáng nay không? Sáng nay á, tôi chỉ đứng ở sau cửa nên không có nhìn rõ mặt hắn. Không, tại vì có nhiều người tới đòi nợ cậu Hoàng lắm. Nhưng mà tôi biết là ai cũng hung dữ hết á. Còn nhớ từng người thì không biết. Được rồi, chúng tôi sẽ tiến hành giám định chấn thương của cô. Chị, ông có biết gì về các mối quan hệ của cậu Hoàng không? Tôi thì tôi lo đi làm thôi. Tất cả mọi chuyện thì vợ tôi quán xuyến. Cái chuyện mà thằng Hoàng bị mắc nợ thì sáng nay tôi mới biết. À, lúc sáng tôi đi làm, có một người lảng vảng trước cổng nhà tôi. Hắn có một vết sẹo ở trên mặt. Có khi nào là...
Tại hiện trường, chúng ta không ghi nhận dấu hiệu đột nhập. Chị Phương cũng không có dấu hiệu bị tác động ở phía sau gáy, giống như là chị ta kể là có một kẻ lạ mặt tấn công. Và cũng không phát hiện dấu vân tay của người thứ năm. Ngoài bốn thành viên của gia đình ông Tân ra. Đồng chí nhìn đi, rõ ràng đây là chết cắt, khả năng cao là kéo, chứ không thể nào chết xé được, bởi vì nó quá là ngay ngắn đi. Mà tên cướp thì không thể nào dùng kéo được. Và đồng chí còn nhớ mà lúc chúng ta lấy lời khai của bà Linh không? Lúc đó trên người bà ấy vẫn còn đôi bông tai và cả chiếc vòng nữa. Tên cướp thì không thể nào dễ dàng bỏ qua như vậy được. Và cũng không phát hiện dấu hiệu lục lọi đồ đạc. Cứ như thể là tên cướp này biết rất rõ nơi nào được giấu tài sản quý giá nhất trong nhà. Vì biết con mình đang nợ nần và sợ người chồng quá gia trưởng, cho nên là người vợ đã lên kế hoạch cùng với người giúp việc tạo hiện trường giả. Vừa theo lời kể của ông Tân, bà Linh và cả cô Phương Phương giúp việc, thì cả hai người bọn họ đều bị trói từ phía sau. Điều này đồng nghĩa là sẽ phải có kẻ thứ ba xuất hiện. Như vậy, kẻ thứ ba chính là... Ông bình tĩnh nghe chúng tôi nói. Ông là chủ gia đình và cũng là người báo án, nên theo đúng trình tự thì chúng tôi sẽ để ông giải quyết chuyện cá nhân gia đình trước. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh vụ cướp vừa rồi là dạng dựng hiện trường giả. Vì muốn giúp con trai mình thoát nợ nên vợ của ông là bà Linh đã phối hợp cùng với người giúp việc là cô Phương Phương và cả cậu con trai của ông là cậu Hoàng cùng lên kế hoạch thực hiện. Ráng nha mẹ. Trời ơi, phải chi á, ổng cũng giống như mẹ thì đỡ biết mấy không. Ừ, nhưng mà nè, giải quyết xong cái chuyến này á là con tu chí là măng giùm mẹ nghe. Trời đất ơi, mày cứ kiểu này hoài chắc ổng giết tao chết rồi ổng giết mày luôn đó Hoàng ơi. Thôi, thương thương nha. Ráng, nói nhiều quá tí nữa ông vợ ông phát hiện bây giờ nha. Gì? Có nhiêu đây thôi hả? Cái tay trước. Nhẹ nhẹ thôi cậu chủ. Nhẹ nhẹ rồi công an phát hiện sao mày? Im lặng đi. Cảm ơn mày nha. Một tí nữa ông chủ về giả bộ sẵn dùm ta một cái, biết chưa? Tôi hiểu rồi.
Thực ra thì trong cái chiếc cặp táp cũ đó, tôi chỉ để một số giấy tờ và hợp đồng cũ mà thôi. Điều này thì vợ và con tôi đều biết. Nếu như vậy thì không thể nào thằng Hoàng lấy được. Hôm kia tôi có bỏ vô đó 5 tờ giấy số trúng độc đắc. Tôi nghĩ là cả nhà tôi không ai biết được trong đó có chứa. Chúng tôi nghĩ là ông nên về nhà giải quyết chuyện gia đình và nên hỏi thẳng anh Hoàng về vấn đề 5 tờ giấy số đó. Ông nói là mình đã mua 5 tờ giấy số trúng độc đắc vào ngày hôm kia. Đúng vậy. Các người đúng là đồ tàn nhẫn, coi tôi như một thằng ngu. Tôi xin lỗi ông, tại vì tôi quá lo cho tính mạng thằng Hoàng. Con xin lỗi bà. Xin lỗi được chưa? Tôi xin lỗi ông. Trời, sức lắm đàng hoàng. Dạ, con xin lỗi ba. Này nha, mà cái vụ cái cặp táp của ba á là con chắc chắn không có lấy đâu á. Mày không lấy thì ai lấy? Hả? Ủa, ai lấy sao biết được? Tôi làm chứng cho con, nó không có lấy cái cặp táp. Bà làm chứng, bà với nó cùng một ruột với nhau, thông đồng với nhau để mà lừa gạt tôi. Rồi bây giờ còn qua mặt tôi lấy 5 tỷ số đất. Ông coi lại ông đi, tất cả chuyện gì tiền bạc trong nhà này ông đều quản lý hết. Đến nỗi khi mà thằng Hoàng nó bị dính vô nợ nần, nó đang nguy hiểm tính mạng, ông cũng chẳng cần quan tâm. Rồi bây giờ ông nó trúng 5 tờ độc đắc, rồi ông đổ thừa cho con lấy. Cô chú đừng có cãi nhau nữa. Con biết là con cũng có lỗi trong chuyện này, nên con xin phép được nghỉ việc. Giờ con đi về quê luôn. Thôi, muốn nghỉ mà đi đâu đi đi. Đi vô trong khuất mắt tôi đi. Ông, con Phương á, nó ở với mình cũng 6 tháng nay rồi. Ông biết, nó cũng giỏi giang, nó ngoan hiền. Nó cũng vì thương mẹ con tôi. Thành ra, ông cho nó ở lại nha ông. Hoàng, không phụ mẹ tiếng nói. Cô ơi, con biết là cô thương con, nhưng mà con không thể ở trong căn nhà này được nữa. Con cảm ơn và xin lỗi cả nhà mình. Cô Đoàn Phương Phương, cô định rời đi cùng nhân tình của mình và muốn chiếm trọn số tiền 10 tỷ đồng của ông Nhân sao? Cô nhận ra anh ta chứ? Tôi không biết. Còn ông? Đúng, chính là hắn. Hắn đã lảng vảng trước cổng nhà tôi vào sáng ngày hôm đó. Tôi nhận hắn bởi vì vết sẹo trên gương mặt hắn. Rất đúng, và cũng rất trùng khớp với lời khai của cả ba người với chúng tôi vào sáng ngày hôm đó. Sáng này á, tôi chỉ đứng ở sau cửa nên không có nhìn rõ mặt hắn. Có nhiều người tới đòi nợ cậu Hoàng lắm, nhưng mà tôi biết là ai cũng hung dữ hết á. Còn nhớ từng người thì không biết. Lúc sáng tôi đi làm, có một người lảng vảng trước cổng nhà tôi.
hắn có một vết sẹo ở trên mặt. Anh ta là Nguyễn Minh Khang. Cô là người nói chuyện trực tiếp với anh ta ở ngoài cổng. Lẽ nào cô không nhận diện được anh ta với một vết sẹo đặc biệt trên mặt sao? Thôi được rồi, để tôi sẽ sâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người dễ hình dung hơn. Cậu Hoàng đây mắc nợ và cần tiền là có thật, nhưng số tiền không đủ lớn đến mức mà giang hồ phải đến tận nhà để mà đòi. Vì cần tiền tiêu xài và bài bạc, cho nên cậu ta đã tự nói dối với mẹ mình rằng mình đang bị truy sát để trốn nợ. Dĩ nhiên vì quá thương con và cũng không muốn nói chuyện này cho chồng của mình, cho nên bà Linh đã cùng con trai của mình lên kế hoạch thực hiện dàn dựng hiện trường giả là một vụ cướp. Và tất cả mọi người cứ nghĩ rằng cô Phương đây tham gia một cách ngây thơ. Nhưng mọi người đâu ngờ rằng cô Phương Phương đây đã có một kế hoạch khác. Bởi vì cô ấy là người duy nhất trong nhà biết ông Tân trúng 5 tờ giấy số độc đắc, cho nên cô đã trộm nó. Và 5 tờ giấy số đó được đặt ở trong chiếc cặp táp, chỉ toàn là giấy tờ cũ. Đúng chứ? Cái gì vô phòng không có cửa vậy? Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Đúng cậu thịt rồi, phát tài rồi! Sáng hôm đó, trước khi thực hiện kế hoạch dàn dựng hiện trường giả như mọi người đã biết, thì cô ta đã lên dọn phòng trên phòng của ông Tân và lấy đi chiếc cặp táp đó, sau đó đem đưa cho nhân tình của mình bên ngoài cổng, chính là anh Nguyễn Minh Khang đây. Sở dĩ mà chúng tôi đoán ra sự thật này là bởi vì ông Tân đã thành thật chúng tôi rằng ông trúng 5 tờ giấy số độc đắc vào ngày hôm kia, tức là vào khoảng 3 ngày mà cậu Hoàng đây không hề có mặt ở nhà. Và chúng tôi đã bắt được Nguyễn Minh Khang trong lúc anh ta nhận tiền thưởng. Số tiền quá lớn cho nên là anh ta cũng không thể nào che giấu danh tính của mình được. Vì lòng tham, Nguyễn Minh Khang đã sa lưới và anh ta đã khai nhận toàn bộ sự thật. Có phải 5 tờ giấy số trúng độc đắc này anh đã đổi chiều ngày hôm qua tại đại lý Kim Anh? Dạ vậy. Vậy thì 5 tờ giấy số này có phải là của anh không? Chiếc cặp táp này có phải là anh ăn trộm nó từ nhà của ông Tân? Em đâu có vô nhà ông Tân đâu cán bộ. Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất là có người trong nhà của ông Tân trộm nó và đưa lại cho anh. Dĩ nhiên bên trong chiếc cặp táp này có chứa 5 tờ giấy số trúng độc đắc này. Và không ai khác, đó là cô giúp việc Phương Phương. Mời cô Đoàn Phương Phương theo chúng tôi về cơ quan điều tra. Ngay từ đầu đã được hé lộ bởi những nút thắt quá đơn giản để nhận ra, nhưng cái khó là làm sao để mở được nút thắt bên trong của sự việc. Bởi sự cô lập của những thành viên trong gia đình này, họ đã làm suy yếu chính mình, và đó là cơ hội để tạo nên sức mạnh cho những kẻ thù ác bên ngoài ra tay.